Thưa quý vị, hơn 100 học sinh từ 6 đến 15 tuổi đã tranh tài tại vòng chung kết cuộc thi Nốt nhạc tư duy diễn ra vào tối ngày 4 tháng 6 tại Hà Nội. Đây là cuộc thi do hệ thống Trung tâm Toán tư duy Hoa Kỳ Medneum kết hợp với Trung tâm Music Talent tổ chức, giúp các em thể hiện sự thông thái trong lĩnh vực toán học và tài năng âm nhạc. Những thí sinh tham gia cuộc thi Nốt nhạc tư duy được chia làm 3 nhóm tuổi: từ 6 đến 8 tuổi, 9 đến 11 tuổi và từ 12 đến 15 tuổi. Đối với phần thi toán học, các em phải vượt qua 10 câu hỏi, mỗi câu trả lời trong thời gian tối đa là 30 giây. Về phần thử thách âm nhạc, mỗi thí sinh có tối đa 5 phút để trình bày phần biểu diễn của mình. Trong đó, thí sinh chọn hát hoặc chơi một trong 3 nhạc cụ: violon, piano và guitar. Chúng tôi nghĩ là khi mà giữa hai cái sự kết hợp về số và sự kết hợp về những cái nốt nhạc thì cũng tạo cho các em là có thể nhớ được những cái nốt nhạc nó nhanh hơn. Thông qua cái cuộc chơi này thì các em có được một cái trải nghiệm kỹ năng sống nó hoàn hảo hơn. Nó vừa kết hợp giữa trí tuệ và nghệ thuật. Đến với cuộc thi, Dương Ngọc Ánh chọn thể hiện ca khúc Son của nhạc sĩ Đức Chí. Phần thi âm nhạc thì con đã trình bày bài hát Son ạ. Con rất thích những bài hát mang theo dòng nhạc dân ca đương đại ạ. Con đã mất khoảng một tuần để tập bài đó, và những lúc con học toán lúc mệt mỏi thì con có thể ngồi nghe nhạc và hát theo ạ. Thì lúc đó con như được thư giãn ạ. Ở toán học nó cũng đòi hỏi sự nhanh nhạy và rất là sự ứng biến rất là nhanh, và với âm nhạc cũng vậy. Đôi khi các con để mà chơi một cái tác phẩm, một đoạn nhạc như thế thì chính cái tư duy âm nhạc cũng, nó còn có khi là có đòi hỏi sự rất là nhanh nhạy của các con. Mình cũng hy vọng là sẽ có nhiều hơn những cái cuộc thi mà có thể kết hợp giữa âm nhạc và toán học, mình thấy rất là thú vị. Trước khi tham gia cuộc thi này, các thí sinh đã trải qua bài thi viết nhằm kiểm tra khả năng tư duy toán học và kiến thức nhạc lý cơ bản. Có rất nhiều các sân chơi tổ chức riêng biệt cho các con, ví dụ như âm nhạc, mỹ thuật, toán học hay là các cái bộ môn năng khiếu khác, những trại hè chuyên biệt dành cho các con. Nhưng mà việc kết hợp giữa âm nhạc và một mô hình năng khiếu nghệ thuật khác, các cái bộ môn khác thì gần như chưa có nhiều. Cuộc thi Nốt nhạc tư duy là một cái sự phối hợp hài hòa giữa toán học và âm nhạc để kích thích các tạo một cái sân chơi cho các con và phát triển tư duy một cách toàn diện, để các con có một cái mùa hè ý nghĩa. Tham gia cuộc thi Nốt nhạc tư duy, học sinh đoạt giải sẽ có cơ hội nhận được khóa học bổng 3 tháng tại hệ thống Trung tâm Toán tư duy Medneum và các nhạc cụ có giá trị.